Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Đứng cạnh ngày hôm nay thì có lẽ là cháu Đào cũng không cần phải giới thiệu qua nữa rồi. Nào, thanh niên. Dạ vâng, cháu bà, xin chào ông bà, chào các cô bác, chào các anh chị ở trên kênh chị Đào ạ. Dạ, cháu Cói xin chào các cô, các bác ạ. Đây lì mặt rồi. Đây bên này là chị Cói này, đây bên này là em Pà rồi. Đấy, còn không biết là có các bác nào còn nhớ không? Đấy, đây. Đây là một là trước đây khi mà cháu Đào vừa tách riêng ấy, cháu Đào cũng có những thước phim đầu tiên, đó là chỗ em Vừ. Đấy, một cô gái cũng được gọi là một bông hoa của núi rừng. Đấy, em thì có một vẻ đẹp tự nhiên, đấy rất là xinh xắn. Đấy, vừa rồi là cũng vừa mới đi làm về đến nhà. Hôm nay thì là cháu Đào đang có mặt tại chỗ nhà mẹ đẻ của em Pà các bác nhá. Đấy, ngày hôm nay thì cũng có mẹ Pà ấy, là vâng, nhận được phần quà của cô Catherine ở bên Mỹ. Đấy, thì cô có gửi cho mẹ Pà là một bọc quần áo này cho các em. Đấy, như là đây, túi này là của nhà mẹ Pà này, và túi này thì của nhà cô má. Đấy, hôm nay thì là cũng nhận được rất là nhiều phần quà từ cô. Đấy, ở đây trong này là có đầy đủ từ các kênh luôn này, có anh Long này, và chỗ anh bé này, và anh Quân, và anh Gia nữa. Trong này thì cháu Đào mang theo để lúc nữa là mang lên trên huyện đưa cho các anh. Đấy, còn của cháu Đào thì cháu Đào cũng nhận rồi và để ở nhà rồi. Cũng cảm ơn cô rất là nhiều nhá. Đấy, cũng có phần quà cho chúng cháu. Cái này thì để đây, còn cái này là của đây để chị cầm nhá. Đây là của nhà mẹ Pà và cô má. Thì bây giờ là chị em chúng cháu là cùng nhau đi lên thôi. Đấy, cũng rất ra là lâu rồi, từ khi cháu Đào nghỉ riêng đến giờ ấy là cũng được 6-7 tháng là không vào thăm chỗ mẹ của Pà rồi. Đấy, không biết là tình hình dạo này thế nào thì mời các bác cùng chúng cháu đi lên nhá. Đấy, hiện tại là gần 7 giờ tối rồi các bác ạ. Hôm nay thì là đi rất là muộn, tại vì là chúng cháu là từ trong xã ra. Đấy, xã của cháu Đào thì cách đây cũng khá là xa, và em Pà thì cũng còn công việc riêng nữa ấy. Đấy, bây giờ mới vào đây được. Đào ơi. Dạ. Cái cây ngô này người ta trồng để bán hay là trồng để ăn? Cái này là trồng để ăn chị ạ. Tại vì là bà con ở trên này thì lương thực chủ yếu ấy là cây ngô, nên là người ta trồng thì đa phần là để ăn thôi, không bán. Vâng, người ta không đủ ăn đấy chị ạ. Đấy, có nhà là vừa thu về là ăn được 1-2 tháng đầu là đã hết rồi. Đấy, do là trên này thì là nhiều đá quá. Đấy, cũng có làm nhưng mà không đủ ăn. Vâng. Đấy, bà đang giới thiệu cho chị Cói là nhà của mẹ đây. Có lẽ là chị Cói nếu mà chưa theo dõi từng thước phim đầu tiên của Pà ấy, thì cũng không biết được câu chuyện của chỗ nhà Pà. Đấy, Pà thì là một câu chuyện khá là dài. Cũng gọi là ở với bố, đúng rồi, ở với bố với lại mẹ kế bên kia. Còn bên này là nhà mẹ. Mẹ là sang bên này đi thêm bước nữa. Chào chú nhá. Vâng. Cháu chào cô nhá. Đấy, nhà mình là ăn cơm chưa? Vâng, cô. Mẹ của bà đây à? Vâng. Mẹ của em đây chị. Nhìn giống không chị? Nhìn có giống em không? Có lẽ là hơi tối một chút, chị em mình di chuyển sang dưới bóng điện đi. Các mẹ vừa thái cỏ xong ấy. Vừa thái cỏ xong nhỉ. Đấy, vừa rồi thì là cũng có các bác ở bên kênh anh bé là giúp mua con bò, phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Đây thì bây giờ là muộn rồi, là mới thái cỏ bò xong. Đấy, gia đình thì cũng chưa ăn cơm đâu các bác ạ. Đấy, Pà hôm nay vào đây là ở lại với mẹ làm bữa cơm chứ nhỉ? Chứ biết đấy chứ, tí chắc em về nữa. Chắc là về à? Vâng. Lâu lâu là Pà là bao lâu rồi không sang thăm mẹ? 2 tháng rồi chị ạ, cũng không sang bên này, tại vì em ở nhà cũng có việc. Vâng. Pà là dạo này gầy hơn đúng không? Chị gầy, thấy gầy à? Gầy da sạm hơn đúng một chút nữa. Gầy về đen hơn một chút. Là nắng, trắng hơn. Tại em đi phơi nắng nhiều. Đây. Thế dạo này là cô có khỏe không? Nhát rồng chị rồng? Nhát rồng này. Nhát rồng lò. Tên tê u chỉ tuổi lỡ. Tay. Thế còn nhớ tên của cháu không? Cháu ấy. Lúc tê hô ly trá? Tê. Lúc tê. Nghệ tàu. Do là đào đào chứ đó. Đây thì cô là vẫn còn là nhớ, tại vì là hồi trước ấy thì cháu Đào vẫn cũng hay cùng em Pà sang bên này để thăm mẹ. Đây, ngày hôm nay thì là cô có một phần quà của cô Catherine ở bên Mỹ nhá. Cái này là quần áo này, gửi cho Lầu với lại là bé Mai. Đây, lúc nữa thì tắm rửa sạch sẽ rồi là cho các con mặc nhá. Do mà. Do từ bò nhất thì u cho lò nhá. Vâng, đây Lầu với đây thế nào? Lò nó thắt lâu. Đây là em của Đào đúng không? Đông, của Pà. Vâng, em của Pà. Đây Lầu đây. Thanh niên Lầu dạo này cũng gầy gầy nhỉ. Đau mắt à hả? Mó tao hao là à mó không mua rồi. Mó không mua. Đây bên này đây này. Đây của em bé Mai đây. Cái này thì cô gửi chung với lại chỗ nhà của cô má ấy, nên là cháu Đào cũng chia ra. Đấy, mỗi nhà là được một bọc bằng này.
Cái này là rất là quý đấy, sô cô la và đấy, phán thử đi. Thôi thì để hai em, cho hai em chị. Để cho hai em à? À đây. Đây thế lâu cầm đi. Vừa ăn không? Không. À không ăn à? Đây lâu cầm đi. Cái đâu? Cái. Đi à? Học hành giờ đi mà giờ tụi po nhá thì u nụ mua tôi mà con chua chế phun gà đá mua phun đã na rồi phun gà nhá. Hôm nay là thanh viên Pà là thành phiên dịch viên của chị Đào ấy nhỉ. Đấy, sang bên này là phiên dịch cho mẹ nghe. Đấy, thế là chú là dạo này là không đi làm mà cô? Lóc chị mua giò à? Tao mua giò. Chị tao mua là. Ơ nó đi lỡ, lóc chị. Nó đi à? Thế chú dạo này có khỏe không? Nhá rồng chị ra. Nhá rồng rồi. Giới thiệu với chị có ấy, đây là bố dượng của Pà. Đấy, thì là bên này là bên trên này là Pà, mẹ Pà ấy, sang đây là có chơi thân với một cô nữa, tức là cô này em vừa giới thiệu qua ấy, là cô má. Đấy, hai anh em nhờ Pà nhờ. Bố Pà với lại chồng của cô đấy là hai anh em đúng không? Ừ, đúng rồi chị ạ. Đấy xong rồi là lấy rồi là chơi thân, hai bà vợ chơi thân luôn. Đấy, đi đâu là hai bà cùng đi, hai ông cùng đi ấy. Đấy cũng rất là thân. Đấy cô má là có ở nhà không ạ cô? Chán thì phải nhóc trên đó. Nhóc trên rồi. Cháu cũng có phần quà của cô ấy, lúc nữa là mang lên trên nhà cô như thế. Đấy cô chú là cũng ăn cơm rất là muộn nhỉ. Đấy, thường thường thì ở trên này thì bà con ăn cơm rất là sớm. Đấy khoảng 6-7 giờ tối là đã ăn cơm xong và đi ngủ từ rất là sớm rồi. Và buổi sáng ấy thì cũng thức dậy từ rất là sớm. Đấy 4-5 giờ sáng là có nhà là đã đi cắt cỏ bò về cho con bò ăn rồi. Đấy nhà mình là dạo này là còn ngô ăn không hả cô? Đây mà xuống mỏn rồi. Mỏ tà thế. Mỏ tà thì vừa nhỏ hơi vừa tay ít xiên. Bóc cư lộ. Vừa tay ít khó mềm mềm. Vừa ít khó mềm mềm. Đấy cũng bảo là nhà này thì dạo này là hết cái để ăn rồi. Nói chung là nói về chỗ nhà của bố mẹ Pà bên này thì lúc nào hỏi cũng gọi là không có không ngô để ăn. Không đủ ăn. Thế là bên mình là trồng ngô, là nhà cô là vun ngô rồi chứ đúng không? Nên thủ bắp cửa tà mà. Bắp cửa. Tàu à. Thế ra thằng tiên. Tàu tá. Chị tàu tá rồi. Vâng, mẹ cũng vẫn vung ngô chưa hết đâu chị ạ, còn một nửa. Có chứ nữa, tay nữa, nữa tung quần phía này, tung quần phía này. Hôm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Là phía này. Hôm nay là 41, 40 rồi đấy, sao ấy? 40, 41 đúng không? Vâng. Mẹ Pà đang bảo là nhập ngô ấy thì vun được một nửa thôi, còn một nửa thì đợi Pà về để đi cùng mẹ vun đi nhá. Vâng. Đấy, nhưng mà thanh niên Pà thì dạo này cũng bận các bác ạ, cũng không sang bên này được thường xuyên như lúc trước nữa. Vâng. Thì ai cũng có công việc riêng hết rồi. Đấy, lầu là đang có kẹo là đi lên trên giường luôn rồi. Đấy, tối nhà vào trong nhà ấy. Ở đây thì là chưa có điện các bác ạ. Đấy, nên là gia đình ấy là trước đây đi làm về thì có mua được cái đèn năng lượng mặt trời thôi. Đấy giờ cũng khá là muộn rồi ấy. Chúng cháu chào cô chú nhá. Đấy, cô chú nấu cơm ăn cơm nhá. Cháu lên nhà cô má một tí. Nên mà anh em món nó bên một sọ dùng vào mái mình chỉ cho. Nhớ nhá. Đi nhá. Vừa biết nhà cô má không? Không ạ. Không biết à? Thế là thanh niên Pà dẫn đường. Để dẫn người đi. Đấy, Pà chắc cũng lâu lắm rồi là không sang cô má nhỉ? Không, em lâu được 2 tháng mà cô vào không vào nhà mẹ. Ui rồi trời mưa rồi. Trời mưa rồi. Ui ở đây thì ngô tốt hơn ở chỗ chị Đào nhiều bà. Thế em tưởng là chỗ chị có tốt hơn chị ơi. Chỗ chị thì là cây ngô còi lắm, không được như này đâu. Ở trên này thì là bà con là vun ngô xong hết rồi và ngô ấy là cũng ra bắp rồi ấy. Chỗ chị thì có nhà bây giờ vừa mới trồng và có nhà thì vừa mới vun. Thế vừa là vừa rồi đi làm về là có được tiền về không hả vừa? Không ạ. Không á? Vâng. Thế vừa rồi xuống dưới kia thì làm cái gì? Em ấy làm công việc gì? Cố tình á? Đi làm về là hỏi ai cũng bảo là thường thường những câu quen thuộc là hỏi là đi làm về có được tiền không, thì chắc chắn là cả 10 người đều trả lời là không được các bác ạ. Thì em vừa thì vừa về, thế là về là mấy nữa là đi tiếp không? Đi rồi. Không đi rồi à? Ở nhà đừng lấy chồng sớm nhá. Không ạ. Tại vì là vừa này nói thật là cũng có rất là nhiều các anh giai bản là theo đuổi ấy. Em thì rất là xinh. Ui tối quá rồi, giờ là vâng giờ anh Caramel là phải bật đèn để soi đường cho chúng cháu đi rồi đấy. Để chăn về rất là muộn nhỉ. Ở nhà cô má thì ở tít trên kia cơ. Chắc là ở nãy vừa hỏi mẹ Pà bảo là có ở nhà mà chị có là chưa được leo dốc nhiều nên là hơi mệt đúng không, không đuổi kịp đúng không? Cao có chị tưởng mấy cái nhà này thôi. Không phải chị ạ, nhà cô má là nhà ở cao nhất. Đấy, nhà trên này rồi. Có đi được không chị? Được.
gì mà yếu thế. Mình dốc một đoạn. Nhưng mà dốc quá nên là lúc lên rất là mệt. Ui trời mưa rồi, không biết là lúc nữa mấy chị em mình về là có bị dầm mưa hay không nữa. Không ai mang quần áo mưa hết đúng không? Đúng rồi. Em không quen đâu. Không sợ dầm mưa thì không cho xe ra được. Vừa đi nhanh thế nhỉ, đúng là chân dài nhỉ. Đuổi không kịp hết này. Ôi, đây là chạy mưa rồi. Đây là đến nhà của cô má rồi các bác ạ. Ôi, cửa bên này má, vừa. À đây, 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 mở cửa mới rồi. Cô má ơi. Ồ, cháu chào cô nhá. Đây, để cô lấy củi vào nhà đã. Vâng. Ờ, chào cô nhá. Ui, lâu lắm rồi không lên trên này thăm cô. Ui, nhà cô cũng chưa ăn cơm này, đang chuẩn bị là nấu cơm thôi. Ui, đang đồ mèn mén nhờ. Ui, thế này thì lúc nào mới được ăn à bà? Thật từ một tí nát chị ạ. Chưa chín tí nào luôn đúng không? Đó, ấy à, ấy ăn. Ông người mà lại. Ta nấu cơ đợi bà. À đợi bà. Ôi thế là chồng có má đi đâu không thấy ở nhà? Đã làm mấy gì ạ? Đã làm rồi. À đi à, đã làm đi làm rồi. À đi làm rồi. Vâng. Đấy như là cái như đấy nhá. Ngược rồi cô ạ, vấy ngược rồi, vấy ngược rồi. Con là tiến sĩ ạ, tiến sĩ này. Vấy ngược cô ạ. Cô là đang nói chuyện với lại các cháu ấy, là không để ý. À đây có kẹo cho em bé này. Mẹ, mẹ. Than à? Đây trong này là có quà của cô Catherine ấy, là có mấy bộ quần áo cho mấy cháu nhà mình nhá, cô nhá. Mấy tụi bò nữ dùa, ít khó khăn trời là phút này nhá. Phút cho mấy nhỏ mẹ. Vâng, cái này thì tối cô tắm cho các con rồi, cho các con mặc xong. Bây giờ là người đen xì là chưa mặc được luôn nên là chưa thử được cho cô xem luôn. Còn đây là túi bánh kẹo này. Thế các cháu nhà mình đi đâu hết rồi à cô? Cho mấy nhuộm đi. Cho nhá, có một hóa nhuộm nhuộm. Ui, giờ này chưa về á? Các con là đi cắt cỏ cho bò, giờ này là vẫn chưa về. Có mỗi cô má ở nhà để nấu cơm đợi các con thôi các bác ạ. Đấy cái này thì lúc nữa các con về thì cho các bé ăn nhá. Con đi vào thảo, ý chả thế cô dạo này có khỏe không? Con nhá rồng chỉ giống. Nhớ nhá rồng à. À nhá rồng lò. Ú tên bê chỉ lò buồn cho ú. À nhá nói nhớ. Ừ, lúc bê không đi chả. Báo về. Nhớ nhẹ nhớ nhẹ hô. Ừ, rồi mà. À, má nhớ nhẹ nhẹ. Vâng. Đấy, cháu là đang hỏi bảo thế lâu lắm không về ấy, thì là cô còn nhớ cháu không? Đấy, cô má bảo là nhớ mỗi mặt, còn tên thì không nhớ rồi. Giọt đỡ nhá. Khu ở đâu? Ừ, giọt lắm. Báo. Vâng. Thế nhà mình là bây giờ là đang đồ mền mến này, nhà cô má thì cũng giống như nhà của chỗ mẹ bà thôi. Nói chung là quanh năm suốt tháng ấy thì ngô cũng không đủ để ăn ấy. Cô má thì còn đông con nữa, đấy nên là rất là khó khăn. Đấy, nhà này thì là cũng vừa mới sửa lại rồi này. Đấy, dạo trước lên ấy, thời gian đầu thì nhìn rất là xuống cấp. Bây giờ thì là được thay bằng những cái tấm ván ép mới rồi. Đấy, đây là cây nhà lá vườn. Đấy, cái này thì gia đình khi trồng ngô ấy thì sẽ cho vào trồng cùng để được ăn rồi. Đấy, ngoài trời là mưa to quá. Cái mưa to này thì cháu ở đây ăn cơm với cô nhá. Lò nào nhá, nhìn nó mò được ốp vào tổng. Lò ná này á. Ừ, nhá, nhìn nó mò được ốp nhá. Đấy, cô đang bảo là ở đây ăn cơm mền mén với lại cô kìa chị ạ. Đấy, ngoài này thì cũng đang mưa rất là to ấy. Đấy, chúng cháu là giờ là ở đây một lúc nữa. Khi nào mà tạnh mưa thì mới về được. Đấy, như hai hôm vừa rồi thì cháu Đào cũng bị ốm không đi xóm được ấy. Hôm nay thì vừa mới dậy để đi xóm thôi. Bây giờ mà chạy qua từ đây về nhà là mai thì lại tiếp tục là ngủ hai ngày. Đây cái này là chỗ mèn mén ấy, không biết là bao giờ mới chín nhỉ. Đấy mèn mén này thì khi mà đổ ấy thì phải trải qua rất là nhiều công đoạn. Đấy. Mỗi lần đổ thì phải dành ra một buổi để làm thôi đấy. Đấy khi mà làm xong thì tại vì là mỗi khi làm ấy rất là mất công và mất nhiều thời gian ấy, nên là mỗi khi gia đình người ta đồ thì sẽ đồ rất là nhiều. Đồ một lần là có thể ăn được 1 đến 2 ngày các bác ạ. Mệt không bà?
Có à? Anh nhưng mà hết mệt rồi chị ạ. Hết mệt rồi á? Vâng. Hay là ở đây ăn cơm với cô má nhỉ? Ừ. Cô má bảo thế mà. Cứ biết cô má không mời em này. Mời rồi. Lại còn phải mời từng tên một á. Ừ, đúng rồi. Đấy, cô bảo là các cháu ở đây ăn cơm với cô mà. Mưa chắc tí ở lại đây ăn cơm đây ạ. Ừ, nhưng mà mấy chị em mình mà ở lại hết thì chó mèn mén của cô chắc là hết luôn đấy. Không, tí về nhà chia mẹ ra. Em nữa mà. Chia ra. Chia ra vào nhà em mẹ em ăn nữa. Mỗi người đi một nhà. Ui, bà con trên này hiếu khách lắm chị ạ. Người ta thì vào nhà thì cũng không có gì đâu, nhưng mà mình đến xin ấy thì người ta rất là sẵn lòng là mời mình ở lại ăn cơm. Thế nên là ở đây thì xóm này thì cũng tập trung ít người thôi. Không biết là chị em mình ở đây là chia ra là có đủ mỗi người một nhà để đi không ấy. Mưa quá. Lên trên này là cũng ướt ướt rồi. Vâng. Nãy cô má bảo chồng cô má đi đâu hả bà? Đi làm chị ạ. Đi làm á? Vâng. Là cái nhà này xong cũng thiếu thiếu gì ấy, xong rồi đi làm. Thiếu tiền đúng không? Vâng, hôm nay là gặp bà cũng rất là vui. Chị em chúng cháu thì cũng lâu lâu mới được gặp một lần ấy. Đấy, bà thì là cũng có việc riêng mà cháu Đào cũng thế. Nên là khi nào mà vừa rồi thì bà cũng có vào nhà cháu Đào, nhưng mà cũng cách đây là gần được tháng nay rồi. Bây giờ là mới gặp lại là ăn cơm nhiều vào nhá. Thấy càng ngày càng bé đi đấy. Tại vì anh sợ bé mà dạ cân chị. Sợ béo. Mình đi xóm này thì ăn ăn uống đầy đủ vào. Đấy, không thì là mình đi là không có sức để leo trèo đồi đâu. Vâng. Không phải nhịn để giảm cân đâu nhá. Vâng. Ừ. Dạo này là đen hơn một chút. Thế cô má là toàn ở một mình nhiều nhỉ. Mỗi lần lên là cũng rất là ít khi thấy chồng của cô má ở nhà. Tại vì là đi làm ấy. Cái này là chưa tước à cô? Họ bà nó nó. Ừ, nó mà. Chị đâu uống đâu? Ừ, thì họ bà nó. Bà nó tiếng phần xong đấy chị ạ. À thế á? Bà ấy, bà là uống trò từ bà ấy. À, tức là đang bà nấu cơm đợi bà đúng không? Thế bà là không nghe lò nhiều hơn lò. À, thế cô vừa đi đâu về? Ờ. Mùa gì lò? Mùa nghe à? Mùa Tết lò. Ờ, nghe lò. Đi vun ngô phải không cô? Ờ, nó nhiều hơn không nghe già đâu. Thì không có Tết à lò? Ờ, nghe già lò. Hôm nay là nhà cô má cũng vừa mới vun ngô xong. Cháu Đào nghe được cô nói như thế. Còn là bà thì là lúc thì ở đây, còn lúc thì lại ở với lại con gái ấy. Sao ở đây ngửi thấy mùi xả thơm nhà bà nhà đúng không? Em cũng ngửi đấy. Mùi xả như là nồi thịt ở đằng sau ấy. Hay là tại mình đói quá nên là ngửi cái gì cũng ra hết rồi. Cháu xem một tí nhá cô nhá. Ú suối kho nhá. Chúng ăn chị lò. Cái này là hình như là nồi nước rau nhạt đấy. Rau thì hết rồi, còn là mỗi nước thôi. Đây là nồi cháo nhưng mà cũng hết rồi. Ngửi thấy thơm thơm mùi xả. Như kiểu cô đang ăn nấu cái gì ấy. Mèn mén thơm đấy á. À, nồi mèn mén. Thơm không chị Cói? Chị Cói là đã từng được ăn mèn mén chưa? Ăn rồi, ăn hai lần rồi đấy. Ăn hai lần rồi à? Ngon mà chị nhà đúng không? À, còn đây là trên gác này. Theo như cháu Đào nhìn ở dưới này lên ấy thì cũng không còn bắp ngô nào nữa rồi. Vâng. Còn trên này thì là cây thuốc lá ấy. Bà con tự trồng thì cũng lấy về để sử dụng luôn. Đấy các bác, ngày hôm nay thì có lẽ là cháu Đào cũng chia sẻ thước phim này đến đây thôi. Ngày hôm nay thì cũng cảm ơn cô Catherine rất là nhiều nhé. Đấy, nhờ có món quà của cô ấy thì cháu Đào cũng được quay trở lại cái nơi mà gọi là rất là quen thuộc. Đấy, trước đây thì hôm nay vào chỗ khác, ngày mai lại vào đây rồi. Đấy, thì sau bao nhiêu tháng xa cách thì hôm nay cháu Đào lại tiếp tục là đến đây để thăm cô má, cũng là chỗ mẹ của bà. Đấy, các cô, các chú thì vẫn khỏe mạnh bình thường thôi. Mỗi tội là ngô thì là... không đủ ăn. Đấy, còn bây giờ thì có lẽ là chúng cháu cũng xin phép là đi về thôi. Mùa chê lắm. Mà nhó nhá. Nhó nhó mặt cho cá tôi xuống đây nhá. Vâng. Vâng, cháu chào cô nhá. Vâng. Đi thôi. Vâng, bây giờ thì chúng cháu ui sấm. Sấm chớp đùng đùng rồi. Bây giờ chúng cháu về thì cũng mất ra 3-40 cây số nữa, nên là trước phim này cháu Đạo cũng dừng lại đây thôi các bác nhá. Đấy, chào các bác ạ.